đi vào vào chiều sâu nè. Để từ từ đó. Rửa bao dưng. Cái vô đây là không đảm bảo nha. Rửa bao dưng. Tao vô chưa hết mà khỏi thầy để nó dầu nó lên nó sâu chứ. Rồi. Ngày 18 tháng 3 năm 2020 về thế giới kỷ niệm khẳng định về thế giới phụ nữ. Quả có cuộc đấu tranh gian khổ của bao tầng lớp phụ nữ, đặc biệt bình đẳng. Và đây cũng là ngày kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của phụ nữ Việt Nam. Nhân dịp này, chúng ta hãy tôn vinh công lao to lớn của phụ nữ, tôn vinh quý trẻ phụ nữ và cả nước và lịch sử nhân trí của ban giám hiệu nhà trường. Hôm nay tổ nữ công phối hợp với công đoàn trường trung học cơ sở Sa Quan giới thiệu có sự tham dự của thầy Võ Văn Thờ, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Hồng Tắc, chủ tịch công đoàn trường. Thưa quý vị, tọa đàm kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 18 tháng 3, chúng ta có những cái nội dung sau. Thứ nhất, thầy Thờ có biểu ý kiến và trả hoa cho chị em. Thứ năm là chúng ta thảo luận đưa ra cái tiêu biểu của cơ quan trong thời gian qua. Và thứ bảy là dự thi, thì chúng ta sẽ có hai cái phần dự thi. Thứ nhất là giáo viên nữ cao lên, xin kính mời cô Cao Điền Viên trưởng ban lễ công lên ôn lại lịch sử sự lưu thế của đúng 18 tháng 3. Mời cô. Bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, kính thưa thầy Tắc, chủ tịch công đoàn nhà trường, kính thưa tất cả các cô các chị có tổ chức tọa đàm, thì tôi cũng xin thay mặt cho ban nội công của trường sẽ nêu lên. Kính thưa quý thầy cô giáo, hàng năm cứ đến ngày 8 tháng 3, phụ nữ trong toàn thế giới lại được cả nhân loại tôn vinh. Hãy cùng ôn lại lịch sử của ngày quốc tế phụ nữ tám vào tháng 7/19, ngày 8 tháng 3 năm 1857, các công nhân nằm dệt đứng dậy trong công đoàn đầu tiên đã được bảo vệ và giành được một số quyền lợi. Khoảng 50 năm sau, ngày 8 tháng 3 năm 1908, 15.000 phụ nữ diễu hành trên các 17 nước đòi quyền bầu cử cho phụ nữ. Chủ tịch hội nghị là bà Canada phụ nữ Đức, ngày quốc tế phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh cho phụ nữ với những khẩu hiệu, ngày làm việc 8 giờ, làm việc ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó, ngày 8 tháng 3 hàng năm trở thành ngày đấu tranh chung của phụ nữ lao động trên toàn thế giới, là biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới đấu tranh vì độc lập, dân tộc, dân chủ. Là ở riêng, trên toàn thế giới nói chung, áo ước chào đón kỷ niệm lớn nhất dành cho phái đẹp, đó là chính là trai liên chính nam và quốc tế.
Sai. Có rồi. Không đó. Cái đây cái ông ăn vui vậy. Vui. Một cái vậy. Chị sao chị ơi chị. We'll be right back.
của tụi con. Xác định tuyệt đối. Giải ba đó là tổ của anh và đồng giải cái rất là tổ Minh Phòng.